cây thì quay trở lại cái nó chính là trước mình cái lost air đầu tiên mình nói là những cái chức năng chính của thị trường tiếng ngon thì bây giờ lost air nói cho mình biết là một cái thị trường well functioning financial system, tức là thị trường mà được hoạt động tốt thì nó phải có chất nào, thì đầu tiên nó phải có ba chất là operationally efficient. Thì cái tính chất này tức là sao, là cái thị trường nó phải hoạt động quả, thì bao gồm gì ạ, là trading cost của bạn phải thấp. Trading cost thấp thì phụ thuộc vào nó thể hiện qua những cách nào, một là điểm cái bid ask spread của bạn phải là nhỏ hay là thấp, à nhỏ hay lớn, bid ask spread này trước mình nói là bid ask spread mà nhỏ thì trading cost lớn là bid ask spread nhỏ thì là trading cost lớn hơn, không nhỏ thì là trading cost nhỏ. Cái bid ask spread là càng nhỏ thì rõ ràng thị trường nó liquidity nó càng tốt, không? Như hôm trước mình nói là nó cái việc mà có cái priority ấy, tức là ưu tiên về cái giá trước đấy, nó sẽ càng khiến cho người đặt lệnh aggressively và sẽ thua hỏng cái bid ask spread này. Thì rõ ràng là cái bid ask spread mà nó càng nhỏ thì là thứ nhất là thị trường có liquid rất tốt. Việc liquid tốt thì cũng dẫn đến việc là cái trading cost của bạn sẽ thấp đi. Thứ hai là cái trading, cái low trading cost có thể qua được là commission. Commission nếu mà thấp, trading cost thấp thì ngày mới xem không có gì có hiểu. Price impact thì là thấp hay là nhỏ, nếu mà trading cost thấp. À, thấp này là lớn. Thì nếu mà price impact lớn thì rõ ràng là trading cost lớn, không? Bây giờ muốn mua là 1 triệu Vinamilk mà cái khối lượng bạn giá bạn cấp được từ giao từ là 150 mà lên tận lên 150, đúng không? Nhưng mà ngoài phách rất là lớn, đúng không? Tôi để cấp được hết 1 triệu này thì cái giá phải chạy từ 100 lên 150, thì rõ ràng cái trung bình giá của mua là lớn rất nhiều so với việc là giá chạy từ 100 cho đến lên là 120, đúng không? Thì price pack càng nhỏ thì đó là trading cost thì càng thấp hơn. Ok ạ. Bán khối lượng ít thì dễ bán hơn. Trading cost thì gồm là commission này. Cái này lên ba thì nó sẽ học kỹ hơn, thì nó sẽ bao gồm là explicit cost, tức là cái liên quan là thực tế là commission này, rồi là future growth. Những broker là phí mà em dùng để đăng ký với lại trung tâm đăng ký, thì đấy là những cái phí hữu hình mà em nhìn thấy được qua tax. Còn có những cái phí kiểu là implicit cost, tức là chính là cái market impact, và cũng như là sự giá mà chạy từ 100, đúng 1 triệu của nó chạy từ 100 đến 120, thì là market impact rất là nhỏ, nhưng mà từ 100 đến 150 thì market impact lớn, thì cái kéo theo được là trading cost của em. Thì nó bao gồm hai phần, một phần ẩn và hai phần hữu hình. Tiếp theo là informationally efficient, thì là cái thị trường mà nó hoạt động hiệu quả ấy, cái chính hiệu quả thì là cái thông tin thì nó phải thứ nhất là phải viable cho nhà đầu tư, chợ và giá cả phải phản ứng rất là nhanh với thông tin mới. Allocationally efficient thì cái này dễ, đúng không? Capital phải được allocate vào những nguồn vốn tốt nhất của xã hội để phục vụ cho cái sự tăng trưởng của kinh tế. Ngoài ra thì nó phải cho các thể chế trong kinh tế là, thứ nhất là investor thì phải được set cái fair rate of return. Những cái người mà người đi vay mà người ta có năng lực tài chính tốt ấy, thì người ta có thể thu được tiền, có thể raise vốn này, hedger thì có thể là manage risk này. Trader thì có thể là cần cái asset mà mong muốn đấy, cái này thì easy, không thì khó nhiều. Rồi cuối cùng là nó phải có những cái trung gian tài chính thực hiện đầy đủ cái chức năng của họ, từ là insurance này, từ là broker, dealer, exchange, custodian, vân vân, là cái phần trước nhau.